Rồi chào anh em nha. Thì bữa nay em đang lên một cái máy cộ lúa nha, đi về Sóc Trăng nha anh em. Đó, đây là máy mới 100% luôn. Này em gáp là động cơ mới, xích mới, tất cả là mới, hộp số mới luôn ha. Rồi giờ em đã lên xong rồi nha. Đây, quá ok luôn ha. Khoan được không? Em quay chi tiết. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đấy ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, bên em dễ nhận diện nha.